Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ngày 26 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Lò Việt Phương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, đồng chí Trá A của Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Sam Kha, huyện Sóc Cộp. Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Sam Kha về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại kỳ họp. Cử tri xã Sam Kha kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội và các cấp các ngành quan tâm xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm các bản Huổi Sang, Pu Sút, Huổi Mi, Búng Báng, kéo điện lưới cho các hộ phát sinh, hỗ trợ cây con giống phân bón theo các dự án đã được phê duyệt cho các hộ dân trong bản đề nghị xem xét nâng mức kinh phí hoạt động cho cán bộ hội đoàn thể ở các xã vùng sâu vùng xa để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu giải đáp đồng thời tổng hợp các kiến nghị của cử tri để gửi đến quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định